Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Và hôm nay là ngày 28 Tết rồi các bạn. Đó, thì hiện tại á là bên mình đã ngưng nhận đơn nha các bạn. Ngưng nhận đơn để mà gửi những bạn ở xa đó thì mình đã ngưng nhận đơn. Tại vì bên vận chuyển thì người ta cũng đã chuẩn bị nghỉ mà nghỉ Tết rồi. Đấy, vì thế là những bạn ở xa mình sẽ ngưng nhận đơn. Và những bạn nào mà ở gần khu vực Trà Vinh hoặc là ở gần khu vực Trà Vinh hoặc là những bạn nào ở Bến Tre mà cần mua chuột của đó mà mình đi được khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi mình đi gửi hàng được á thì mình sẽ gửi xuyên Tết cho các bạn luôn. Ở các bạn trong Tết các bạn có cần mua chuột là thức ăn gì đó mà ở gần gần thì mình gửi được thì mình sẽ gửi nha. Còn nếu như mà đơn nào xa quá mình không gửi được thì mình sẽ gửi hàng lại bình thường vào mùng 6 Tết nha các bạn. Đấy, mùng 6 Tết thì bên vận chuyển người ta làm việc lại thì mình sẽ gửi lại bình thường. Rồi, và mình thông báo sơ sơ vậy thôi nha các bạn. Rồi và hôm nay thì mình muốn giới thiệu cho các bạn hai bài chuột mình mới xuất bày nha các bạn. Hai bài chuột đây, bé này là bé sóc nha. Hiện tại mình đang bán là chỉ bán duy nhất một dòng, đó chính là dòng Winter White. Winter White thì các bạn đã biết rồi, dòng này rất là hiền, màu rất cũng khá là đa dạng, dễ nuôi, hiền, rất là thân thiện với lại con người. Đó, vì thế là mình chỉ bán duy nhất một dòng này thôi. Dòng Winter White là dòng hiền nhưng mà nó sẽ phân ra rất là nhiều màu, ví dụ như bé này là màu sóc nè. Ở ngoài ra thì mình có màu trà sữa, xám khói và trắng sọc đen, trắng sọc vàng. Đấy, tùy theo các bạn thích màu nào thôi. Còn dòng thì hiện tại là mình chỉ bán duy nhất một dòng Winter White thôi nha. Đó, hiện tại thì mình có ở thùng này là ba bé dòng Winter White và màu sóc nha. Sóc thì các bạn đã biết rồi, cái lưng nó màu xám xám, đen đen như thế này. Chính giữa thì nó sẽ có một sọc đen đậm nha. Đó, đặc trưng của màu sóc như là như thế này. Ở màu mắt của con màu sóc thì nó luôn luôn mà màu đen nha các bạn. Các bạn nào mà sợ mắt của mấy con chuột mà mắt đỏ rồi đó, các bạn sợ thì các bạn có thể nuôi sóc. Đó, mắt màu đen rất là dễ thương luôn. Vì cái dòng Winter White nó hiền rồi. Đó, dòng Winter White nó rất là hiền từ đó giờ rồi. Chỉ có một số cá thể nó hung dữ thôi. Đó, thì các bạn có thể gọi là về chơi với nó thường xuyên hơn. Bên này thì mình sẽ có 4 bé cũng là Winter White luôn. Và ở đây có một con sóc nữa nè. À, sóc thì hiện tại mình bán là 55.000 một bé như thế này. À, sóc thì các bạn cũng đã biết rồi. Đây. À, chuột nói chung là các bạn mua chuột bên mình á, mình sẽ đảm bảo cho các bạn. Thứ nhất đó là chuột nó sẽ khỏe mạnh, mình cho ăn thức ăn đàng hoàng, không có cho ăn thức ăn bậy bạ. Đấy, khỏe mạnh mập mạp như thế này. Video mình đăng như thế nào thì mình bán chuột như vậy. Đó. Và cái thứ hai là mình sẽ không phối giống trùng huyết. Nên là các bạn yên tâm nha. Đó. Và chuột, nguồn gốc chuột thì cũng đàng hoàng, không có bệnh hoạn gì hết. Vì thế là các bạn mua về mà lỡ như mà con chuột nó có là ngày nào nó hung dữ quá, nó bực bội quá mà nó cắn bằng chảy máu thì các bạn cứ gọi là vệ sinh cái chỗ vết thương rồi lấy dầu thoa lại bình thường là không sao hết. Chuột bên mình bán mình sẽ đảm bảo điều đó cho các bạn. Chuột có nguồn gốc rõ ràng nha. Rồi, đây là một bé trà sữa nha các bạn. Đấy, trà sữa thì mắt màu đỏ. Màu đỏ thì mình thấy có nhiều bạn sợ á, cho nên là nếu như mà các bạn thích mắt đen thì có thể nuôi sóc. Hiện tại thì mình có trắng sọc đen, cũng có mắt đỏ, mắt đen luôn, mắt đen mắt đỏ cũng có luôn nha. Có gì các bạn inbox vào fanpage của mình á, Facebook của mình sẽ tư vấn thêm cho các bạn nha. Rồi, chuột thì mình đã nói ở video vừa rồi là mình sẽ gửi khu vực Trà Vinh, mình sẽ gửi hết nha. Khu vực Trà Vinh ở các huyện rồi đó mình đi được mình sẽ gửi hết. Ngoài ra thì các bạn ở Bến Tre hoặc là Vĩnh Long mà gần đồ á, mình đi khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi mình gửi được thì mình sẽ chạy đi gửi cho các bạn. Và những bạn nào mà ở xa thì làm ơn là các bạn lấy cái đơn này giùm mình là từ 250.000 trở lên đó, một được 300.000 trở lên thì càng tốt nha. Tại vì mình đi gửi xa thì mình cũng cần phải có lời các bạn. Các bạn lấy một con chuột và các bạn kêu mình chạy đi gửi 1 tiếng mấy là mình không có lời. Vì thế các bạn lấy thêm thức ăn hay là mùn cưa hay là lóc chuồng gì đó thêm giùm mình. Rồi, hiện tại thì vật dụng thì bên mình cũng còn khá là đầy đủ, thức ăn cũng còn khá là đầy đủ, lóc chuồng cũng vậy. Đấy. À, bộ chỗ vệ sinh nè, đó xay nhỏ các bạn hỏi mình á. Rồi, giấy lót. Giấy này á thì các bạn lót cho những con chuột nào mà đang nuôi con nha, rất là ok, nó rất là ít bụi, các bạn có thể lót cho nó đỡ một vài tầng cũng được. Mày răng viên 10.000 một viên nha các bạn. Rồi, bình nước các size, bình chân không 80ml, 125, bình nước 500ml vẫn còn. Chai khử mùi 23.000, cái loại này là loại mới, vì thế là cái mùi nó sẽ nhẹ nhàng hơn loại cũ nha các bạn. Giá nó cũng rẻ hơn 23.000 nhưng mà dung tích thì nó vẫn giữ nguyên nha. Cái đầu chai này là loại đầu phun gọi là phun đều nha. Và cái lực phun của nó khá là mạnh, vì thế là nó sẽ không có bị bay tùm lum, các bạn xịt chỗ nào thì nó ngay chỗ đó luôn.
giá 23.000 một chai. Hiện tại mình còn mùi hoa hồng với lại mùi chanh. Về thức ăn dặm thì đây, mình quay sơ qua cho các bạn xem. Còn khá là đầy đủ. Nói chung là thức ăn với lại vật dụng là mình còn đầy đủ hết. Với lại còn lòng với lại đồ chơi rồi đó thì qua Tết mình mới về thêm. Cây chùm nè các bạn. Cây chùm này thì có nhiều bạn hỏi mình là cho nó ăn như thế nào, thì các bạn cứ để nguyên một chùm vô cho nó cạp từ từ nha. Mình có bịch lớn và bịch nhỏ. Bịch lớn 10.000, bịch nhỏ 5.000 thôi. Giá rất là rẻ luôn. Các bạn có thể mua cho nó ăn thêm. Bên này là sâu nha các bạn. Sâu thì có nhiều bạn lúc trước có nhiều rất là nhiều bạn hỏi mình sâu chung đó, thì hôm nay mình đã có sâu chung lại luôn nha. Đó, 10.000 một bịch. Rồi sâu xe nhỏ vẫn còn luôn, cũng 10.000 một bịch luôn. Các bạn nào mà nuôi nửa, mua nửa ký hoặc là vài trăm gram gì đó thì có thể inbox riêng cho mình. Mình sẽ có giá tốt cho các bạn. Rồi thức ăn thì có thêm đậu phộng, hướng dương, táo đồ. Nói chung là cũng khá là đầy đủ nha các bạn. Ngoài ra thì mình còn cành đào mài răng nữa. Đó, các bạn cần mua cành đào cho nó mài răng thì có thể inbox cho mình. Rồi nhà xứ đồ còn rất là ít nha. Đó, rất là ít nhà xứ luôn. Qua Tết thì hàng về thêm thì mình sẽ cập nhật ở trên web đồ Shopee hoặc là Facebook, mình sẽ cập nhật sau nha. Đây là chai vitamin nè và thuốc tiêu chảy. Thuốc tiêu chảy này thì nếu như mà chuột của bạn nó không bị tiêu chảy thì các bạn có thể cho nó uống một tuần khoảng 1-2 giọt. Đó, các bạn cho nó uống trực tiếp luôn á, là khoảng 1-2 giọt cho một tuần. Các bạn canh đều ra để phòng ngừa bệnh tiêu chảy nha. Con nào của bạn nào mà bị tiêu chảy nhiều thì các bạn có thể inbox mình sẽ tư vấn cách thức uống. Rồi chén ăn thì cũng còn khá đầy đủ nha các bạn. Đấy, chén ăn giá rẻ, hình chiếc tim với lại chén bông. Loại này rất là nhiều, mình để trên kho rất là nhiều luôn. Còn lòng thì như mình nói, không còn chiếc nào hết các bạn. Còn có mẫu mini này với lại mẫu 3 tầng. Đó, còn vài chiếc, các bạn nào cần mua mẫu 3 tầng thì có thể inbox mình nha. Qua Tết hàng về thêm thì mình sẽ cập nhật sau nha các bạn. Mà còn cái ngày nó hàng về thì mình chưa có biết trước các bạn, cho nên là mình không dám nói trước nha các bạn. Hiện tại thì thức ăn đồ còn khá là đầy đủ. Các bạn nào cần đặt hàng thì có thể inbox và fanpage giùm mình. Mình sẽ lên đơn và sẽ gửi hàng cho những bạn ở xa và vùng 6. Còn những bạn ở Trà Vinh hoặc là những bạn nào ở gần gần mình chạy xe đi được, bạn cần mua chuột hoặc là thức ăn gì đó thì có thể inbox mình. Mình sẽ gửi xuyên Tết cho các bạn luôn. Rồi. Đấy, ở đây thì nói chung là hôm nay mình muốn giới thiệu mấy bé chuột này. Đó, mình mới xuất chuồng nha. Cái size này thì các bạn có thể nuôi khoảng 2 tuần nữa thì nó sẽ đến size trưởng thành và các bạn có thể ghép sinh sản bình thường nha. Đó, chuột rất là khỏe mạnh luôn, không bị tật bị gì hết nha các bạn. Màu đen rất là dễ thương luôn các bạn. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình nha. Và nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video này cho các bạn xem. Rồi, và nhân dịp năm mới thì mình kính chúc các bạn có một năm mới vui vẻ, bình an. Như bạn nào mà đi làm rồi thì một năm mới là thật nhiều may mắn, phát đạt nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.